cùng nhìn ngắm qua học sinh lưu bang nhất trường, người đẹp diễm quệ. Các chị lo ăn chứ không bao giờ lo học. Bởi vậy lưu bang là đúng rồi. Sau đó diễm quệ cô gái lưu bang 13 năm, 12 năm học trường với 13 năm lưu bang là như vậy. Và chúng ta cùng gặp gỡ một người đẹp quý diễm, một gái cá tính chuyên về thanh nhạc nha quý vị. Và chúng ta gặp gỡ một chàng trai rất dễ thương, chàng trai Lâm Việt Nam. Và một người bạn đối đầu với Lâm Việt Nam đó là Lê Trường. Và chúng ta gặp gỡ qua cặp đôi song sinh Trúc Ly và Nhã Vi. Cha mạnh mẽ. Và ngay từ bây giờ chúng ta cùng bước vào sân khấu gặp lời nhân từ mới phụ huynh Cao Cầu Câm Pha. Con đó là học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt đó hả? Cá biệt chung với Diễm Quệ. Trời ơi. Chúng ta nói về và ngay từ bây giờ chúng ta vừa thưởng thức với phần mở màn của tất cả các người đẹp của đoàn đội tư Sài Gòn Tân Thời với chủ đề là mừng ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và đặc biệt tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình là kiểm tra đồng cầu quay nha. Và Quyền cũng xin chào tất cả quý vị đang xem livestream của đoàn đội tư Sài Gòn Tân Thời. Quý vị hãy chia sẻ ấn nút like để được nhiều người biết đến với Sài Gòn Tân Thời. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên, vòng loại mệnh giá là 20.000 đồng cho tờ lá vé. Quyền sẽ mời quý vị khán giả có mặt ở đây chúng ta cùng nhau bước lên sân khấu hỗ trợ kiểm tra 60 con băng được in 60 con số, trong đó tương ứng với 60 con số được in trên tờ lá vé. Quyền xin mời quý vị khán giả. Rồi bà con bước lên nha. Và ngay từ khi mà mình kiểm tra thì từ số 1 đến số 60 mình được kiểm tra cho kỹ. Kiểm tra nhìn vô. Số 3 phải nhìn số nha. Số 4, số 5. Và ngay từ bây giờ quý vị nào mua vé trước rồi, quý vị mà ở gần sân khấu đó, quý vị có thể là nhìn ngó ở phía bên phần kiểm tra băng nha. Để tạo sự công bằng đến với tất cả quý vị thì người bên trên sẽ mỗi một đêm phục vụ cho tất cả quý vị thì sẽ mời một vị khán giả và để chúng ta cùng nhau hỗ trợ. Còn ngay từ bây giờ và đêm nay sẽ có rất là nhiều tiết mục của các học sinh của Sài Gòn Tân Thời sẽ được gửi đến tất cả quý vị để tri ân thầy cô giáo trong ngày lễ nhà giáo Việt Nam. Và đặc biệt chương trình ca nhạc của đêm ngày mai đêm chủ nhật sẽ được bắt đầu vào lúc 7:30 tức là 5:30 chiều. Chúng ta đến sớm, chúng ta sẽ có nhiều phần quà cực kỳ đặc biệt hấp dẫn, sẽ có nhiều chương trình chào đón khuyến mãi. 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé chương trình ca nhạc của đêm ngày mai, chúng ta sẽ có cơ may nhận qua một phiếu mua hàng nha quý vị nha. Và ngay từ bây giờ quý anh chị cũng nhớ đầu tư liền tay bỏ lượt bộ vé để chúng ta có những phần quà cầm trên tay ngay từ bây giờ. Một vé là 20, chúng ta sẽ có cơ may nhận qua giá trị nhận được là một phiếu mua hàng. Và khi mà quý vị mình được may mắn đoạt giải đó thì chúng ta sẽ được nhận qua đó là một cái con gấu của ban tổ chức Sài Gòn Tân Thời để được gửi đến tặng quý vị mình kỷ niệm. Rồi bây giờ mình tặng một con gấu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị kiểm tra con rời. Quyền sẽ được mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn vòng loại đầu tiên. Bay đi ra bay đi ra bay đi ra bay đi đi hòn cây đa xanh cà phê cũng lên trường mây đa ấy ta bước ta bước lên người ta quên mãi ta hát khi trong lòng như nước mơ hồ ngày tháng chưa mơ đồng lưu vốn chưa kịp đi đã được nhỏ đèn hoa hoa chưa kịp cao lên một lần chúng sinh hát khi
trong lòng như những mơ hồ ngày tháng chờ mong. Bên đây chú ý còn một nghĩa quý vị và sắp tới vô quý chị ơi, đầu tư thì sai nha, gặp lại đầu tư mở hàng 20 triệu đồng cho tài bé à. Dạ đây quý vị ơi, hiện tại trên tay của cô Nguyên còn lại 2 cái chốt, chú chị mình đang giao dự dòng loại đầu tiên cho chúng em luôn nha. Để chúng em sổ nhanh sổ nhẹ không để con chú chờ mình chờ đợi lâu nha. Bay thì đa bay thì đa bay thì đây, đời tinh đi có cái đàn thì ta, nhờ thì ta mới quay đàn người ca. Con 13 đây. Hello,
tôi không thật tươi vui.